Trước hết á, thì như thế này nè, nhìn sơ qua thì cái đoạn tất cả những cái đoạn mà mình đã miêu tả nó khá là ổn, không có vấn đề gì nhiều. Mà đọc lại á, thì mình sẽ thấy có một cái số cái lỗi mà mình cần phải lưu ý. Cái thứ nhất á, đó là đây nè, phải phải để ý dùm cho cô rất là kỹ những cái này. Đây ha, đây nè, ngay tại cái chỗ này nè, phát hiện đâu, ngay chỗ đây nè, thấy chưa ha. Thực ra là khi mình viết á, mình sẽ không để ý những cái này, cho nên á, là mình không nhận ra được đây là lỗi. Tuy nhiên là khi mình đọc kỹ lại thì mình, cho nên là nhớ á, lần sau khi mà mình viết á, thì mình sẽ dành chút chút xíu thời gian mình đọc lại. Ngay chỗ này thì mình sẽ không có viết hoa đúng không, mình chỉ được ghi là ở woman, woman. Rồi cái thứ hai nữa là mình phân biệt giúp cho cô ngay chỗ này nè, tree. Thực ra khi tiếng Việt của mình á thì mình đều nói là cái cây, nhưng mà đối với tree trong tiếng Anh là cái cây thiệt bự, như là cây xoài, cây táo, cái đồ mà cái cây mà nó đã bự lên rồi, cái thân gỗ á. Còn cái cây ở trong cái hình mà mình nhìn thấy á, cái cây này nè, tức là một cái cây nhỏ thôi, một cái cây khá là nhỏ, cho nên đối với cái cây này á, thì mình chỉ xem nó như là một cái plant thôi, và do đó mình sẽ ghi ở đây là the woman is watering a plant. À, nó chỉ là một cái plant thôi. Rồi tiếp theo nè, in the picture, mình nhớ là hôm trước á, thì trong cái phần mà cô hướng dẫn phần nói, mình nói rằng là in this picture I can see a woman watering a plant, chẳng hạn như thế đúng không? Hoặc là what I can see in the picture is the woman watering a plant. Thế thì ở trong cái phần văn viết mình sẽ không nói là in the picture I can see, mình có thể nói là there is a woman. Tức là mình bỏ luôn cái cụm từ in the picture cũng được. À, thì cái nó sẽ đỡ bị kiểu như là mình bị rập khuôn á. Cho nên ngay cái câu đầu tiên này nè, Dung sửa lại cho cô thành là the picture features a woman. Cô viết tiếp, cô viết xuống dòng, nhưng mà trong tập là mình viết tiếp nha. Watering a plant. Features có nghĩa là nó làm nổi bật lên. Features gọi là làm nổi bật. Hoặc là đơn giản hơn, mình sẽ dùng cho cô cấu trúc There is a woman watering a plant in the picture. In the picture. Hoặc là thực tế thì cái từ mà hay nhất ở đây đó là từ photo. Tại vì sao? Trong văn của người Anh á, thì photo chính là cái tranh chụp, cái hình mình chụp. Nó là chữ viết tắt của photograph ha. Photo chính là photograph. Còn cái chữ picture là cái tranh mà mình vẽ. Picture là tranh mình vẽ, còn photo là tranh mình chụp. Rồi, tiếp tục nè. She is wearing black clothes and the black shoes. She looks very cool with her curly blonde hair. The woman is outside the house, maybe in the garden. The weather may be so hot, so because it's a sunny day. To her left, there has a white window. Her house is built from goods and it looks rather old. Rồi, thế thì chỗ này, sửa lại cho cô chút xíu ngay chỗ này nè. Cái chỗ mà she is wearing black clothes and black shoes đó,
thì mình sửa lại cho cô là thay vì mình viết là and the black shoes thì rõ ràng là shoes là a pair of shoes đúng không? A pair of shoes. Mà mình sẽ nói she is wearing black. Để cô xem lại cái quần áo của cô này. Nếu làm cho kỹ thì mình sẽ để ý có phải là cô này có bận một cái áo thun dài tay màu đen và một cái quần màu đen đúng không? Rồi. Thế thì mình sẽ nói như thế này nè. She has a black hoặc là a dark. Có thể là black hoặc là dark color outfit with a long sleeve t-shirt. Long sleeve t-shirt. Okay. A pants. And a black pair of shoes. Black pair of shoes. Black long t-shirt. Black pants. Black pants. Cô xin lỗi. Pants là số nhiều. Luôn luôn nó nằm ở số nhiều. Lý do là bởi vì quần nó có hai ống, cho nên luôn luôn pants với lại trousers là dùng ở số nhiều ha. Còn nếu như mình muốn đếm đếm từng cái thì mình phải đếm là a black pair pair of pants, a black pair of pants. Vì khi đó nếu mình đếm pair rồi thì ở phía trước này mình có được phép dùng dùng mạo từ a black pair of pants hoặc là black pants, black pair of shoes. Rồi. She looks very cool with her curly blonde hair. Rồi ok, câu này cũng ổn. The workman is outside the house, maybe in the garden. Rồi mình sửa lại cho cô chút xíu, đó là chữ maybe. Chữ maybe là viết liền. Maybe viết liền thì nó bằng với lại perhaps. Có thể ha. Tại vì sao? Ngay chỗ này là maybe in the garden, tức là mình muốn nói là cổ có thể cổ đang ở nhà. Outside the house. Hoặc là mình có thể viết gọn gọn lại chỗ này á bằng cách mình viết là the woman is outside in the garden. In the garden. Is outside, rồi có thể mình thêm một chữ nữa là perhaps, maybe in the garden or maybe in her garden. Her garden. Rồi tiếp tục nè. The weather may be so hot because it is a sunny day. Rồi, thế thì mình sẽ đảo lại cái vị trí một chút xíu. Có thể là vì nó là sunny day cho nên nó sẽ hot. À, thay vì mình nói quay ngược lại. Ngay chỗ này ha, cô sửa lại chút xíu. Đó là mình sẽ ghi là gì? It looks like hoặc là it seems. Hoặc là it is cũng được. A sunny day with hot weather. Hot weather. Này, bây giờ mới tiếp câu tiếp theo này. To her left has a white window. Thì ý của mình á là ở bên trái của cổ có một cái cửa sổ màu màu trắng đúng không? Thế thì để mình diễn tả một cái sự vật có sẵn hoặc là cái sự hiện hữu á, thì mình sẽ dùng cấu trúc there be.
thay vì cấu trúc với động từ have. Vì cấu trúc với động từ have mình chỉ sự sở hữu chứ không phải là sự hiện hữu, sự có sẵn. Cho nên ngay tại cái câu này mình sửa lại cho cô thành là there is a white window on her left. Ở phía bên trái của cổ có một cái window. Này, tiếp tục về the house này. Her house hoặc là the house is built. Built ở bị động. From hoặc là of wood. And it looks rather old. Rather old. Rồi tiếp tục nè. Behind her, there are many trees and plants. And ha, chỗ này là and đúng không? And ha, there are many trees. Thay vì dùng mình dùng many á, thì mình sẽ dùng there are a lot of. A lot of thì dùng trong câu khẳng định, còn many thì dùng trong câu phủ định và nghi vấn. Ha? Cho nên mình sẽ nói there are a lot of trees and plants okay, behind her. Người Việt của mình á, thì hay dùng trạng từ phía trước. Nhưng người Anh thì họ thường hay để những cái cụm như thế này ở phía sau. Rồi. Rồi sau đó mình sẽ ráp nó lại là mình sẽ đã có được một câu hoàn chỉnh. Nha. Rồi, tiếp tục. In the picture, there are two men at the office. They are standing next to each other and standing near the window is closed. Rồi. Ngay tại chỗ đây nè. Mình sửa lại cho cô cấu trúc in the picture ha, không sử dụng in the picture nè. Thứ hai, two với the man là không được. Mình hoặc là dùng two hoặc là the man. Nhưng ở đây thì mình sẽ dùng two thay cho the man. Thay cho the at the office. They're standing next to each other and stay near the window. Okay. Với lại chữ other là sai lỗi chính tả nè. Rồi, cái chữ is, cái chỗ này, cái cửa sổ bị đóng thì mình đưa cái chữ close lên giữa the và window ha. Rồi thế nếu mình muốn sử dụng the với two á, thì mình đặt the lên trước, đặt two sau. Wearing, mình có thể nói là cả hai bọn họ, cả hai người này đều bận áo sơ mi và họ đang pointing at the drawing. Okay. Và nếu mình đã pointing rồi đó thì mình có thể dùng đưa cái study lên trước, sau đó and pointing at the drawing, sau đó mình sẽ bỏ cái này đi. Đấy. I think hoặc là they bỏ cái chữ maybe này đi. Rồi mình dự đoán là they might be architects. Ổn ha. Rồi. Dung dành cho cô khoảng 5 phút viết lại cho cô câu số 2 theo mấy cái cô hướng dẫn nè. Chỗ này nè. The woman with black curly hair is wearing bright color cardigan. Chấm. She is working on a computer.
at the desk opposite the man. There are a telephone. Mình thay cho cô chữ telephone bằng một cái chữ hôm trước mình có học rồi. Sửa lại cái cụm từ này và thêm gì đó. Tại vì đây là số nhiều đúng không? Đưa on the desk. À, và cuối câu bỏ chữ wearing. Tại vì mình sử dụng wearing rất là nhiều. Mình nói là in black clothes. Hoặc là in black cũng được. Bỏ clothes luôn. Is standing near the bookshelf reading. Phải ha. Standing near the bookshelf and reading books in the library. Okay. In the library. Mình rõ ràng mình nói rằng họ in the library rồi, cho nên mình không cần library nữa. Và mình cho cô thêm một cái câu nhận xét về cái library in general, tức là về cái thư viện chung chung, kiểu như là không có quá nhiều người. Nó thư viện ngày hôm nay thì không đông người. Not crowded. Sử dụng cho cô từ not crowded. Thì mình có thể để cái thông tin not crowded này ở đâu đó trong bài. Có thể cô gợi ý là mình có thể để nó ở đầu bài, ở đầu cái phần mô tả, hoặc là mình để ở cuối. Okay. Rồi, cho cô khoảng 3 phút sửa lại câu này cho nó tốt hơn. Cái này là Dung. Dễ lắm. Cái thông tin not crowded đúng không? Cái chỗ này nè. In the uncrowded library. Hoặc là mình thay cái chỗ đó một chút xíu thôi. The library đi ha. The library is not fully occupied. Okay. It's not fully occupied, tức là không có bị đầy chỗ. Hoặc là mình nói là it's not crowded today. Okay. Chấm nè. There are only a man and a woman in the reading section, hoặc là reading corners. Chẳng hạn như vậy. Ở cái khu vực đọc sách thì mình hay gọi là reading section cũng được. Rồi. Tức là mình đã sơ lược xong về cái khung cảnh chung của cái the library. Sau đó mình sẽ tiếp tục với the woman with black curly hair is wearing a bright color cardigan. She's working on the computer at the desk opposite the man. There are ngay chỗ đây bị nhầm rồi. Chỗ đây nè. Chỗ này là chữ there is a landline. Landline. Ủa bắt vô chi nhỉ? Ủa bác làm gì vậy? Cô xin lỗi Dung xíu. Rồi tiếp tục nha. Cái điện thoại mà để bàn á, mình gọi là landline nha Dung. Cái lại tiếp theo nữa là ngay tại chỗ này nè. Cái computer monitor, cái computer's monitor. Thì mình cứ nhớ cho cô là trong tiếng Anh á, thì nó có cấu trúc gọi là noun phrase. Tức là cấu trúc là của cụm danh từ. Mà đôi khi nó sẽ bằng một danh từ. Danh từ số 1 cộng với danh từ số 2. Thì trong đó thì danh từ số 2 sẽ là chính. Khi nó chính thì số nhiều số ít thì nó sẽ là nó. Chẳng hạn như mình nói rằng là màn hình máy tính. Tiếng Việt của mình là màn hình. Tiếng Việt của mình á, là màn hình. Máy tính. Thì màn hình sẽ là chính. Máy tính sẽ là phụ. Đó là cấu trúc của tiếng Việt của mình. Thì khi mình chuyển sang tiếng Anh á, nó phải là computer screen.
Computer screen. Nếu mà sử dụng computer screen á, thì screen phải thêm s. Còn không á, thì nó chỉ cần một chữ thôi, monitor. À, và monitor thêm s nhé. Rồi, on the desk. The man in black. The man in black. À, in black có nghĩa là người đàn ông bận đồ màu đen. In black. The man in black. Gọi là người đàn ông bận đồ đen. Còn người the man is black có nghĩa là người đàn ông bị đen. Is standing near the bookshelf reading a book in the library. Rồi thế thì mình bỏ cho cô cái thông tin in the library, tại vì hồi nãy mình đã có rồi. Và mình có thể thêm cho cô một cái câu nhận xét về cái người đàn ông này như sau nè. Mình có thể thêm cho cô một cái câu đó là very focused on the book. Anh ta trông có vẻ rất là tập trung. Vậy thôi. Thêm cho cô một câu ha. Very focused on the book. Nào, bây giờ mình sẽ nhìn lại câu số 4. Câu số 4 thì chỉ là một cái phòng trống, đồ vật như thế này. In the picture, there's no one in the room. There's an open bag on the cart, and the cart is near the main entrance on the left. In the middle of the picture, some clothing are hang up. In the right, some boxes. Right. Thế thì ngay chỗ này nè, mình chỉnh lại cho cô vẫn như cũ ha. In the picture này. There's no one in the room. Thì mình thay vì nói no one á, thì mình sẽ nói là there's no people. Hoặc là người cái phòng này không có người nào cả, thì mình sẽ sử dụng cái câu là the room is not occupied by with people, with people, không có ai hết trơn á. Không có ai hết. Rồi sau đó mình sẽ nói về cái bag. There is an old chỗ này nè, chỗ này nè, tại vì mình chỉ có một cái túi thôi, cho nên mình thêm cho cô mạo từ ở đây ha. On the cart. Rồi thay vì mình dùng an á, mình dùng cho cô một cái relative clause ở đây nè, mình dùng cho cô which. Which gì đó. Sau đó mình tìm cách nối cho cô với lại near the entrance on the left. Mình làm sao mình đưa cho nó thành một cái relative clause dùng cho cô nè. In the middle of the picture. Thì mình nhớ là some clothing, tại vì mình dùng are, cho nên chỗ này phải có gì. Rồi. Nhưng mà vì clothing là không đếm được, cho nên mình sẽ sử dụng cho cô bằng cách some pieces of clothing. Thì mình mới dùng are được. Còn nếu không thì mình chỉ dùng is thôi, chứ không. Rồi. On the right ha. Mình sẽ nói là on the right, chứ mình không nói in the right. There's some boxes on the table next to the chair. Rồi, ok ha. Rồi, sửa lại cho cô chút xíu câu số 4 này. Right, there is one person in the photo. The man is sitting. Right, okay. Good. A lot of trees and plants. There are several goats in the field. Right, chỉnh lại chút xíu nữa là nó đã tốt hơn rồi. Cái thứ nhất đó là ngay chỗ này.
Nếu như mình viết như vậy, tức là mình đang có thêm một cái câu mới. Thì nếu mình vẫn muốn giữ là is empty, thì cô đề nghị là mình sửa lại như sau. Mình có hai cách. Cách thứ nhất, mình sẽ sửa lại thành là in the stadium which is empty. À, cách thứ hai, có nghĩa là mình sẽ thả cái empty vô trong luôn. In the empty stadium. Đó. Rồi thì tùy mình chọn. Mình chọn cách nào cũng được, cũng không không có bị sai gì cả, cách nào cũng đúng hết. There are a lot of trees and plants. Rồi ngay chỗ này nè. Thì cô đề nghị tức là mình thêm một vài cái chi tiết nữa ngay chỗ trees and plants. Có phải là nó ở phía bên ngoài không? Đúng không? Thế thì mình thêm cho cô một vài chữ nữa thôi. Surrounding the field. Surrounding the field. Rồi, thế thì mình thêm cho cô thêm một chữ nữa cho chỗ the field, đó là chữ athletic field. Cái sân vận động, cái sân mà người ta tập điền kinh rồi tập bóng các kiểu, nó athletic field ha. Rồi tiếp theo, ngay chỗ này nè, chỉnh giúp cho cô chỗ này. Vì rõ ràng rằng khi mình dùng tới several thì là đang là một vài là nhiều rồi. Ha. Cho nên mình sẽ không dùng nữa, mình chỉ nói rằng là there are several goals on the field. Field là được rồi. Đấy, mình bỏ ờ cho cô là được. Đấy. Rồi, đã tốt hơn rồi. Ổn ha, cố gắng nha. Rồi. Mình sẽ làm một video. Trước là mình đang dừng lại ở sentence structure số 3. Bây giờ mình qua tiếp vào cái sentence structure nữa, đó là sentence structure số 4. Thì ở sentence structure số 4 đó là cái cấu trúc phổ biến thứ tư của TOEIC cũng như là của tiếng Anh á. Đó là subject, verb, indirect and direct object. Có nghĩa là những cái này hay những cái động từ này nó phải buộc phải có hai cái object đi kèm. Và mình còn nhớ cho cô bữa trước cô có dặn á, là indirect object là chỉ gì? Nè bây giờ mình nhìn nè. He gave her a copy of sales report. Hoặc là the headquarters sent us the form. Như vậy theo đúng cái trật tự câu này á, thì headquarters là subject nè, send là động từ nè, indirect object and direct object. Như vậy thì cái indirect object sẽ là những cái từ chỉ gì? Chỉ người hay chỉ vật? Chỉ người đúng không? Of people. Of the people. Như vậy thì direct object sẽ là chỉ gì? Chỉ vật, đúng rồi. Direct object sẽ là những cái object, những cái tân ngữ mà chỉ vật, things. Mình có một vài cái cấu trúc cơ bản, một vài động từ cơ bản mình học thuộc dùng cho cô. Đó là bốn cái loại những cái này. Và những động từ này thì luôn luôn phải có hai cái object. Cho nên khi mình viết câu mà mình có lỡ thiếu thì mình phải xem lại. Nhá. Thứ nhất là give. Nhá. Give send by, mình cứ nhớ nó theo cặp là được nè. Ví dụ như bây giờ mình có give, mình trao thì phải có người nhận, give and take. Take somebody something, take somebody something. Rồi send thì phải có receive. Send
có việc gì. Nhưng mà đối với receive ấy, thì mình lưu ý là receive something from somebody. Receive something from somebody. Có nghĩa là nó vẫn cần hai cái object nhưng mà nó có cái preposition ở giữa ha. Hoặc là take something from somebody. Tiếp theo thì mình có lend cho mượn. Thì có cái nữa là borrow. Vẫn lại là borrow something from somebody. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mình có một vài ví dụ như sau. Dr. Steven gave them some advice. The man showed us the office. Kevin will tell me the truth. David gave nè. Verb, indirect object and direct object. Indirect object thì cô sẽ ghi tắt lại thành là như thế này. Indirect object and direct object. D&I. Cô viết tắt lại là indirect object and direct object. Thế thì bây giờ mình sẽ có một cái cách đó là transforming structure 4 to structure 3. Chuyển từ cái cấu trúc hai cái object như thế này thành cấu trúc số 3. Như vậy mình xem lại cấu trúc số 3 là gì? Cấu trúc số 3 là cấu trúc chỉ có một object thôi. Vậy thì mình chuyển bằng cách nào? Mình chuyển như sau. Thứ nhất đó là mình sẽ bằng đổi cái indirect object, đổi vị trí của indirect object và direct object. Sau đó mình thêm giới từ phía trước indirect object. Chờ cô xíu nhé. Đang dạy. Hai con đi, con chào chị đi. Chị tên là chị Dung. Chị Dung với em Kem mặt phúc hậu giống nhau nè. Thấy chưa? Đó, mặt rất là phúc hậu nè, giống nhau. Rồi đi ra đi. Chào chị Dung ơi. Đây là ai? Đây là em gì? Rồi em Thảo đi ra. Em Thảo không giống chị Dung chút nào hết, đi ra đi. Mặt chị Dung phúc hậu còn mặt con thì không. Ok. Yeah. Thế thì mình sẽ sử dụng giới từ to. Mình sẽ sử dụng cho cô giới từ to và giới từ for. Verbs follow by preposition to thì nó có những cái này. For thì có cái này. Đó, thế thì mình sẽ có ví dụ như sau nè. Giờ mình có ví dụ nha. Bây giờ mình có là give John give me a bar of chocolate. Rồi. Bây giờ mình đổi cho cô thành cấu trúc số 3 như sau nè. Mình giữ nguyên chủ ngữ ha, giữ nguyên động từ, cháo vị trí, mình đưa a bar of chocolate là một thanh sô cô la lên trước, sau đó mình để cái giới từ, để cái indirect object ở phía sau chấm, và give thì nó nằm trong cái nhóm mà đi theo giới từ to, có nghĩa là đưa cho ai, give it to me. Rồi.
Thế thì ở đây mình sẽ có giới từ to. À, ở đây. Rồi. Bây giờ mình có sun. Okay. Mary sun me sun me a birthday card. Rồi, dung chuyển cho cô thành một cái câu mà sentence structure mà của số 3 đi nào. Chuyển cho cô lại nào. Em ghi trong chat, phần chat nha cô. Đọc cho cô cũng được, khỏi cần ghi. Em ghi Mary xem. Dạ, Mary Mary xem. sends Birthday card. a birthday card To to me. Đúng rồi, to me. Rồi, thế thì bây giờ mình ngược lại nha. Mình có động từ send là gửi thì phải có người nhận, đúng không? Bây giờ đổi lại câu này bằng cách sử dụng cho cô động từ receive. I Đúng rồi, I receive receive có gì đặc biệt nào? birth Đúng rồi, tại sao nào? send ở trên cũng là Chính xác, ok, receive gì nữa nào? card. A birthday card. Nhận từ ai? Mary, nhưng From from Mary. Mary. Ok. Ha, rồi. Rồi bây giờ mình nói cho cô một, bây giờ mình áp dụng những cái mình vừa mới làm, mình giúp cho cô làm câu A nè. Rồi bây giờ mình chọn luôn, đọc và chọn luôn cho cô nè. Gave us, đồng ý. Number two. Offer Offer her, đồng ý. Number chairs. three. Some Some chair us. Được không? Some chair là direct á. chairs. Some Đúng rồi, us some chairs. Rồi, tiếp tục nào. Number four. New customer free Chính xác. Và cuối cùng là farming. for me. Rồi. Thế bây giờ ngược lại nha. Ngược lại nè. Bây giờ cô muốn Dung giúp cho cô viết cái câu này thành đảo cái vị trí lại. À, đổi cái câu này lại, đưa cái some documents lên trước. À, rồi, chuyển nếu có thể thì chuyển hết tất cả những câu này sang cái sentence structure số 3 cho cô nào. Em ghi vô phần chat nha cô. Ok, ghi luôn vào phần chat nào.
They gave some documents to us, đúng, đồng ý. Nhưng mà some documents, check them là chưa đồng, chưa hợp lý nha. Tại vì, ngay chỗ này nè Dung. Ngay chỗ này nè. Some, thế thì khi mà họ đưa thì mình làm gì? Có phải là mình nhận không? À, thế thì mình đổi lại bằng cách là mình sử dụng câu we. Làm gì? We received some documents from them. Đúng chưa? Vậy là họ đưa thì mình nhận thôi. Hoặc là we take. Mà take thì ở quá khứ hay thành gì? Vậy thôi. Ok. Rồi, tiếp tục. Câu số 2 làm được không nè? Rồi, chọc cho cô câu số 2 nè. Jenny. Will. Position. Two. Nè, nó nằm ở trong nhóm của two nè. Okay. Two to her. À, vậy là ổn. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Mà nếu như mà đổi về V3 thì đổi sao? Đổi về sentence số 3, dạ. Đây đang là sentence structure số 3 rồi nè. Có nghĩa là còn nếu không á, thì mình có thêm một cái cách khác. Nhưng mà mình chưa biết rằng là cô này cũng có nhận hay không. À, nhưng nếu trong trường hợp là offer, tức là người ta mời cổ làm việc ở cái vị trí đó, còn nếu cổ nhận á, thì mình sẽ nói là gì? She takes the offer from Shani Electronics. À, Electronics. Okay.
Send và offer này tương tự như ở trên ha. Rồi, for me thì không có vấn đề gì cả. Teach computer language for me. Teach. Rồi, tiếp tục này. Em cho cô bài tập B nào. A, B, C, Đây D đúng không cô? Có một xin nè. Sell me, see. Tại sao me mà không dùng our? hơn. Nếu mà dùng be our thì sau hour mình có cần dùng thêm gì nữa? Mình phải cộng thêm danh từ ha, bởi vì nó là đại từ kiểu như sở hữu á. He và hers là sai rồi, là number number two. A, where's hả? Hay là gave? Về đúng không cô? Đúng rồi, nghĩ là gave mới đúng ha. Gave, gave là quá khứ của give. Còn nếu như mình dùng provide đó, thì nó phải là gì? Provide somebody with something. Cho nên cái câu đó nếu dùng provide cũng đúng thì nó phải viết lại như thế này này. The boss provided a staff with some helpful tips. Rồi, vậy thôi. Ha. Nay mình sẽ ngừng ở đây. Ôi, cô gửi cho em cái file này Ok, lát cô gửi liền luôn. Rồi, cô gửi cái này và gửi cái bài sửa này luôn cho mình ha. Rồi, ok, tuần sau gặp lại. Bye bye.